Dạ, xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay kênh Bonsai Cần Thơ mời quý vị và các bạn xem buổi giới thiệu mai thành phẩm chơi Tết năm 2021 tại nhà vườn của Hương ở Chợ Lách Bến Tre. Thì trước khi vô giới thiệu mai thì cũng muốn cho quý vị xem cái quá trình mà sau khi chốt hàng thì nhà vườn sẽ làm gì á quý vị. Thì nhờ em Hương. Hương ơi, chào Rồi em. em xin chào anh ạ, à. Em xin chào anh chị ạ, à. Để em chỉ hướng dẫn thêm cho anh chị mình biết anh chốt hàng rồi em sẽ làm như thế nào để gửi cho anh chị nha. Rồi, cái cách Rồi gửi tới quý thì vị sau khi chốt đây. trước tiên thì em phải bỏ chậu ra, rồi em bỏ và em bó như thế này đây anh chị, Đây, bó bằng băng keo này quý đó, vị. và quấn Đây, bằng băng keo như thế này quấn băng keo nha quý vị. đó, quấn em quấn băng keo như thế này ha anh chị. Rồi em bẻ là bịt kín cho anh chị ha, đảm bảo là không có gãy phân, không có héo lá như thế nào ha. Mình vận chuyển là 4 5 ngày là sẽ cây sẽ tươi tốt như thế này nha anh chị. 4-5 ngày tới là vẫn bình thường phải không? Dạ, ở xa như Hà Nội đồ nó vẫn xanh tươi như thế này thì trước khi bó thì em tưới nước rồi cho ướt. Rồi em bó em xếp vào thùng xốp như thế này. Bỏ vào thùng xốp hả? À, bỏ vào thùng xốp như thế À, này đấy thùng anh xốp hả chị. quý vị, rồi mới Đó. mới mới xếp À, hàng nha vậy quý vị. đó, tông khi mình vận chuyển thì nó cũng nhiều giai đoạn lắm anh chị, nên nhiều khi em bán thì anh chị nó giá hơi cao, nhưng mà thật sự thì chi phí em vận chuyển cho anh chị ra tới chỗ cho anh chị thì nó cũng nhiều giai đoạn lắm, nên nếu mà anh chị nào thì ấy thì bán sỉ và lẻ thì anh chị nào tới vườn á thì em bán giá khác cho anh chị mình về mình chơi hoặc là mình bán lại nha anh chị. À, nghe là tới vườn này có giá sỉ luôn. Dạ, còn À, nếu như mua thế này thì em ship đi thì nó cũng nhiều giai đoạn lắm nên anh chị cũng thông cảm cho em nha. đây quý vị xem, đây những cây mà chuẩn bị ship hàng đi. Đó, chỗ nhà vườn Hương đã bó thành như thế này rồi, cũng có bỏ vô thùng xốp như thế này. Thì một chút cho quý vị thấy cái quá trình mà bó cây như thế nào. Thì tiếp theo là mình sẽ ra giới thiệu mai thành phẩm nha. Nhưng mà Hương ơi, cho số điện thoại lại đi trước khi mình ra vườn á. Rồi, số điện thoại Zalo của em là 037 832 9282 nha anh chị. Rồi, Hương ở Chợ Lách Bến Tre quý vị. Rồi Rồi. bây giờ mình ra vườn nha, không quên nhiệm vụ chính quý vị ơi, cái đó chỉ là cái phần phụ thôi. Rồi mình sẽ ra vườn nha để mà giới thiệu mai thành phẩm cho quý vị xem. Thì cũng muốn thay đổi cái cách quay đó quý vị. Thì quý vị nào có cái ý mà mình có thay đổi như thế nào thì cứ comment phía dưới video nha, để mà có gì mình sẽ thay đổi cách quay để phục vụ nhu cầu của quý vị nhé. Rồi sau đây là một lô mai thành phẩm tiếp theo. Rồi em xin giao lưu hôm nay á, clip này thì em cũng bán đồng giá luôn nha anh chị. Rồi, một lô mai bán đồng Ừ. giá tiếp theo. Rồi một lô mai dảo Thủ Đức nha anh chị, cũng gắn rễ từ nhỏ đến lớn, liền thân liền cốt, nó hai mùa luôn nha anh chị. Rồi. Hôm nay em cũng bán đồng giá luôn nha. Rồi trước tiên thì để không mất thời gian em giao lưu á, cây số 1. 1A nha anh chị. Một A. Đây, tàn nụ nút thì rất là nhiều luôn. Anh cho xem đầu clip thì mình cho xem anh em xem nụ đi anh. Đây. Nụ nhiều lắm quý vị ơi. Đó, cây số 1. Một nụ này ra Trước 4 tiên 5 bông thì nha quý vị. cây này nó cũng hơi lùng lì liền thì em xin đo cho anh chị mình xem. Chiều cao nó là 45 nha anh chị, nó cũng hơi lùng liền. À, tán ngang thì 33. Rồi giờ Rồi sao em đây? giao lưu với mã số 1A này là 350 em bao ship luôn nha anh chị. Wow, cây đế đẹp gì quý vị mà có 350 thôi quý vị. Rồi đây. Bao ship toàn quốc tới nhà. Rồi. Anh chị Wow. nào ở xa thì xin chốt giùm em một cặp hai cặp lùm nha anh chị. Nhiều khi xa quá thì em ship nó cũng hơi 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 cực vậy đó. À, Nó chi nghĩa phí là nó cũng hơi nhiều nha anh chị cũng thông cảm. nếu ở xa thì nếu mà cặp thì tốt phải, hai cặp Dạ. càng càng tốt phải không? Dạ đúng Rồi rồi. số điện Rồi. thoại lại đi Hương ơi, Rồi sau số khi điện qua thoại mặt. giao lưu của em là 037 832 9282 nha. Rồi. Rồi. Tiếp theo là mã số 2. Hương ở Chợ Lách Bến Tre quý vị, nhà vườn nhiều lắm quý vị. Mua nhiều có giá sỉ luôn. Đây, cái nào cũng rễ rất là đẹp luôn nha anh chị. Mã Đây. số 2 nha. Mã số 2A nha anh chị. Rồi, hôm nay em giao lưu cũng đồng giá là 350 em bao ship luôn nha anh chị. Khoan nha. Để đẹp nha. Đế thì rất đẹp nha. Rồi mình xem nụ Thì nha. nụ thì rất là chuẩn luôn nha anh chị. Bây giờ Thủ Đức nha quý vị. Rồi, chiều cao là 58. Tán ngang là 42.
Rồi mã số 2 này cũng đồng giá 350 em bao ship luôn nha anh chị. Rồi, một cây dáng bay. Rồi tiếp theo là mã số 3. Đây. Hôm nay em bán đồng giá luôn nha anh chị. Là nói chung là cái này là toàn bộ là giỏ thua đứt nha anh chị. Nếu anh chị muốn như Cúc hay là Phú Tân hay là Đại Lộc gì, anh chị cứ liên hệ với em. Em sẽ có cây chụp hình gửi qua cho anh chị mình xem, để anh chị mình ưng ý thế nào thì anh chị chốt nha. Đây là muốn ngày mai khác ha. Nhà vườn còn nhiều lắm quý vị. Rồi mã số 3 này cũng đồng giá luôn nha anh chị. 350k. Tiếp theo là mã số 4. Nói chung mai của em là quấn rễ từ nhỏ đến lớn hết nha anh chị. Đây cũng có cây một cặp luôn đây. Cây bự, cây lớn, cây nhỏ luôn đây anh chị. Hai cây cho một chậu gì. Rồi mã số 4. Thì mai này cũng tầm giá là cỡ 50-55 luôn nha anh chị. Để không mất thời gian thì em cũng nói thêm chi tiết vậy là chiều cao chứ. Chiều cao nó 50-55 rồi anh chị. Chiều cao nha. Tán ngang thì khoảng 40-45. Rồi mã số 4 này cũng đồng giá luôn nha anh chị. Rồi đồng giá 350k quý vị. Tiếp theo là mã số 5. Đây một con rắn, một con rắn nằm đây. À, một cây rắn bay. Đó, để đẹp. Trời ơi, nó đẹp như thế này mà chỉ có 350.000 em bao ship luôn nha anh chị. Đây, mã số 5A này là cũng đồng giá 350 em bao ship luôn nha anh chị. Cái nha quý vị. Nụ thì em bao chơi Tết luôn nha. Nhiều lắm. Rồi, tiếp theo là mã số 6. Thế này thì nằm giá chiều cao khoảng 50-60 nha anh chị. Chiều cao 50-60 cả. Rồi nụ thì em bao cho Tết luôn ha. Nụ đó. Lắm gì, tới đọt luôn. Rồi. Rồi. Tiếp theo là mã số 7. 350k quý vị ơi. Đây hình đây. Ví dụ quý vị ở Hà Nội cứ gọi cho Hương mua một cây thôi. Bán không? 350k. Rồi. Tại bao toàn quốc mà phải không? Bao ship toàn quốc bao mà. Toàn mình quốc có quyền. Mình có quyền. Rồi, 72 này cũng đồng giá 350 mới ship nha anh chị. Rồi. Tiếp theo là mã số 8. Mình mua mai là mai rất là may mắn quý vị. Đây, rất là đẹp luôn nha anh chị. Còn thời gian bao lâu nữa? Ồ, cái này là một cặp luôn nè anh chị ơi. Dạ, yeah, hai cây. Đó, hai cây luôn. Hai cây cho một chậu nữa. Quấn ghế đẹp. Đây. Rồi, xe nhẹ thôi. Nụ thì ok đây, luôn, tới đọt luôn đây. Wow. Rồi. Rồi, tiếp theo là mã số 9. 9 nè. Thì em nói chung là cái mai này nó được 2 năm hết nha anh chị. Nở bông thì rất chuẩn luôn nha. Rồi. Vô nhà chưa nghe, xây nhẹ nhẹ. Rồi. Thấy nụ cái. Rồi. Rồi, tiếp theo là mã số 10. Đây. Wow, cái đế đẹp quá. Mã số 10 này, nhớ mã số 10 nha quý vị. Mã số 10 này đẹp quá. Mai quấn rễ nha. Nụ thì khỏi che luôn ha anh chị. Đó. Rồi. Số 10 quý vị ơi. 350k thôi. Rồi, tiếp theo là mã 11. Thì thấy cái quá trình ship hàng rồi đó quý vị. Yên tâm ha. Mai tới nhà vẫn còn khỏe mạnh. Anh chị nào chốt đơn bên em thì yên tâm cái mặt hàng nha. Em sẽ cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền nha anh chị. Kiểm tra hàng luôn hả? Dạ. Rồi, đọc số lại. Là... số điện thoại Zalo của em là 0378329282 nha anh chị. Rồi. Rồi. Cho phép kiểm hàng luôn quý vị ơi. Tiếp theo là 12. Lô này em bán đồng giá là 350 em bao ship luôn nha anh chị. Thì nằm chung một năm mình chơi Tết có một lần thì để chứ. Mình bỏ ra 300-400 ngàn mình mua cây mai thì cũng rất đẹp luôn ha anh chị. Nó cái này rễ là quấn quấn từ nhỏ đến lớn hết nha, liền thân liền cốt hết luôn ha. Rồi, cây 12A này cũng đồng giá luôn nha anh chị. Tiếp theo là cây 13. Đây. Đó, cũng hình của một con rắn nằm đây. Rồi. Xem một vòng nữa. Để cho anh chị xem.
xem đi. Đế đẹp quá. Rồi. Coi nụ luôn. Nó xe nhẹ thôi, nhẹ thôi. Tới đọt luôn nè quý vị. Nó nụ tới đọt luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo là 14 ha. Hôm nay em bán đồng giá 350 bao ship nha anh chị. Đồng giá 350k quý vị. Thì để không mất thời gian, với tại là tài nắng quá chừng anh chị ơi, em để nói thinh chiều cao là tầm 60 65 ha anh chị. Nói chung là từ 50 tạo đổ lên đi cho anh chị mình dễ biết. Thì chiều cao, chiều ngang thì 40 45 50. Rồi, mã 14A này cũng đồng giá 350 bao ship luôn nha anh chị. 350k. Rồi, tiếp theo là 15. Đây cũng rất là đẹp luôn đây, hai cây luôn nha anh chị. Đó. Ồ, mà có một cây quá, quá đẹp. Cái nào cũng đẹp hết luôn nha anh chị. Rồi, mã số 15 này cũng đồng giá luôn nha anh chị. Dạ, 350 em bao ship luôn nha. Rồi, tiếp theo là mã 16. Tiếp theo. Đây, cái nào cũng giống dáng rễ đẹp đây, nó nằm dài dài on luôn đây. Nó liền thân, liền cốt quá, tên là mai dảo thu đức được hai mùa nha anh chị. Rồi, mã 16 này, A này cũng đồng giá luôn nha anh chị. Tiếp theo là mã 17. 16A, cũng 350k. 17. Ê, nhà vườn còn rất nhiều quý vị ơi. Nhiều lắm quý vị ơi. Thì cứ liên hệ với Hương sẽ được Hương hướng dẫn nè, rồi cho xe mặt bông nè. Cứ kết nối Zalo là sẽ có tất cả quý vị, cứ gọi rồi kết nối Zalo nha. Rồi, tiếp theo là mã số 17A. Đây, cây 17A cũng rất là đẹp luôn nha anh chị. 17A. Đấy. Cái đẹp quá. Lô này đế đẹp. Rồi, 17A cũng đồng giá luôn nha anh chị. Vô nhà bông nè. Rồi. Đây, đó, tiếp theo là 18. Mà bông tới đọt luôn, bông đều. 18A. Đây, nó lên nó cùi cùi chứ nó bông rất là chuẩn luôn nha anh chị. Bông kền kền không, rất là to đẹp nha. Rồi, đâu. Bông to luôn. Đây, tới đọt luôn đây. Rồi, mã thang 18A cũng đồng giá 350 em bao ship luôn anh chị. Rồi, đồng giá 350 cái gì vậy? Tiếp theo là mã 19. Đây. 19A, cái này hơi cao nè, đo cái này hơn. Rồi, chiều cao cây này là 69. 69 đó quý vị, 70 luôn. Rồi, tán ngang là 45. Khoan mình coi nụ nha. Wow, cái này. Đây, wow, nụ trời. Đây. Ừ. Tới đọt luôn. Đế cũng khá đẹp. Rồi, 19A này cũng đồng giá 350. Nhớ cây 19A nha quý vị. Cây 350 nha anh. 350 thôi quý vị ơi. Tiếp theo luôn. 20. Ồ, 20 trời ơi, còn đẹp hơn cái 19. Đây. Theo ý mình nha quý vị. Rồi, quý vị thông cảm nha, tại cái này người quay hơi cảm xúc tí. Còn đẹp hay không là quý vị tham khảo. Mình quay thôi. Đây đây đây, anh cho thêm nụ đi. Đó nè. Rồi, nụ rồi. Đẹp quá. Rồi, 20A này cũng đồng giá luôn nha anh chị. Quá. Tiếp theo là 21A. Ồ, cái này nó nằm đây anh chị ơi, xem đi. Rất là đẹp luôn. Đẹp phải không? Đó nè. Đó. Cây 21 này là anh chị nào không chốt là uổng lắm luôn anh chị ơi. Nụ thì khỏi chê luôn ha. Rồi, 21. Tiếp theo là 22. Tiếp theo. Đồng giá 350k, giao ship tới nhà luôn, miễn ship. Miễn phí ship 350k thôi. Mình thấy cái đế rồi đây. Đây nè, quay cái này. Đế nở. Nở mà nó quấn. Đó, nó quấn lượn. Nụ đây. Rồi, 22A này cũng đồng giá luôn nha anh chị. 22. Tiếp theo là 23. Tiếp theo là 23A. Đây, 23A này. Cũng rất là đẹp luôn đây. Nụ thì khỏi chê ha anh chị. Để nè. Để rất đẹp. Nhẹ thôi, à, nhẹ thôi. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo là 24. Đây, một cây 24 nó vừa nghiêng vừa ngã luôn đây. Dán nằm bánh tre nữa hả gì? Dán nằm bánh tre luôn đây. Nụ nút thì rất ok luôn đây. Em để nha. Ồ, anh coi xem nụ đi. Đó. Bên đây cũng vậy ha.
to. Đây. Đó. Cái cây dáng nằm Bến Tre này quá chừng ngủ luôn anh chị ơi. Đây. Rồi 24 ha, tiếp theo là 25 ha. Cây 25A này là cây Phú Tân nha anh chị. À, một cây Phú Tân. Trời ơi, rễ nó rất là đẹp luôn đây anh chị ơi. Mà giảo Phú Tân luôn nha anh chị. Cây 25 này là rất đẹp mà giảo Phú Tân nha anh chị. Đó, nhìn thấy không? Để nè. Quấn ha, quấn. Đó. Quấn cho này. Nụ Phú Tân thì nó không được như cái giảo Thủ Đức mà nha anh chị. Nhưng mà rất là nở, rất là đẹp luôn nha. Nó nở... À, đều lắm nha luôn anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 26. 26 này cũng là một cây Phú Tân nha anh chị. Một cây Phú Tân luôn. Đây Phú Tân có bông luôn đây anh chị. Anh chị nào không đâu biết Phú Tân nãy như thế nào, đây có mặt bông luôn đây. Đây nè, có mặt bông của cây Phú Tân đây. Cái trời hơi nắng quá vậy cho nên nó hơi chá. Quý vị gắng xem nha. Vậy rất là đẹp luôn đây. Cây 26 này là cũng cây Phú Tân nha anh chị. Anh chị nhớ là cây 25, 26 là cây Phú Tân nha anh chị. Để nè. Rồi, cây tiếp theo. Tiếp theo là cây 27. Ồ, cây 27 này anh chị nào mà không chốt là uổng luôn á. Đó cái này. Ồ, cây 27. Đẹp dữ chứ. Kiếm đâu ra cây này đẹp vậy kia. Trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, thiệt chứ. Số 27 nha quý vị, nhớ số 27 nha. Wow, nhanh tay quý vị ơi. Đó. Nhiều người xem lắm nha. Ai mà không xem tới cuối clip là tiếc dữ lắm nha quý vị. Ôi, số 27 này cũng đồng giá nha anh chị. Có 350 thôi mà được một đế đẹp thiệt chứ. Ồ, đây nữa nè. Nữa hả? Đó. Trời ơi, cuối clip sao cây đẹp không vậy nè. Cái cây này giống như cái cây clip vừa rồi là cái cây số 9 đó nha anh chị. Đó. À. Nhiều người cũng hỏi mua em cái cây như thế này đây. Quấn đẹp. Rồi, cái cây 28A cũng đồng giá luôn nha anh chị. 28A. Tiếp theo là mã 29. Đế đẹp. Đây 29 cũng đẹp luôn đây. Wow, có 350 thôi mà đáng đẹp. Ôi. Cây cuối clip hay gì vậy? Cuối clip anh. Cây này cuối quá gì vậy? Đây, xem kỹ. Rồi 29A này cũng đồng giá 350 bao ship luôn nha anh. Cái gì thấy nụ ha, cứng hết trơn. Rồi cây 29A này em cũng kết thúc clip của em luôn nha anh chị. Anh chị nào muốn chốt cây như thế nào hoặc là muốn mua sỉ về bán Tết thì xin liên hệ qua số điện thoại của em là 0378 3292 nha anh chị. Rồi để em gửi cây cho chốt qua Zalo cho em thì em gửi cây cho anh chị em lựa như thế nào để cho anh chị mình về mình bán Tết chơi lại nha anh chị. Rồi em xin chào anh chị ạ. Rồi cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn nãy giờ đã theo dõi phần giới thiệu mai bán Tết. Đó, mai vàng chơi Tết năm 2021 ở nhà vườn của Hương ở Chợ Lách Bến Tre. Ở phần đầu video có hướng dẫn cái cách mà bó bầu và ship hàng đó quý vị có thể trở lại đầu video để coi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.